đó là làm việc xin đồng phục hồi các đồng chí chúng ta ở trong trường, chúng ta vào một trường để chúng ta làm việc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể quý thầy cô, thực hiện kế hoạch số 42 trên KHLD ngày 28/6/2024 của ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang về kế hoạch mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán và phần mềm kế toán cho cán bộ về các kế toán của cơ sở nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ cho kế toán công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho ban chấp hành cung cấp trong công tác quản lý tài chính kế toán, góp phần thực hiện đúng nguyên tắc quy định hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn để thực hiện ghi chép quản lý thu chi tài chính công đoàn tại các công đoàn cơ sở. Hôm nay ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với công ty cổ phần công nghệ BCS Việt Nam mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán và phần mềm kế toán cho cán bộ phụ trách kế toán công đoàn cơ sở năm 2024. Đó là lý do của buổi khai mạc hôm nay. Đến dự khai mạc lớp tập huấn, chúng ta vinh dự được đón tiếp về phía công ty cổ phần công nghệ BCS Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Phúc, phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ BCS Việt Nam. Đồng chí Phạm Mạnh Hà, phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ BCS Việt Nam. Về phía liên đoàn lao động tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Công Canh, ủy viên ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt là sự có mặt của 90 đồng chí là cán bộ các kế toán công đoàn cơ sở thuộc công đoàn viên chức và công đoàn ngành giáo dục, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Để đi vào nội dung chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Công Khanh, ủy viên ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc và xin được trân trọng kính mời. Phần mềm
của cái toán thực hiện cái công tác là thu chi tài chính nó đảm bảo nên là đúng quy định và nhanh chóng kịp thời công khai minh bạch rõ ràng quản lý tài chính sẽ tiến hành chặt chẽ. Thì tôi cũng vừa tham gia ban chấp hành tổng liên đoàn lao động nhiệm kỳ này thì cũng phải nói là có được dự với hội nghị những cái lần mà ở ngoài bản liên đoàn này thì đồng chí chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam là luôn nhắc nhở và quan tâm cái việc thu chi tài chính công đoàn. Và cái này cũng nói trong nội bộ nhau, tôi cũng nói luôn đồng chí chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam là hội nghị nào cũng nhắc nhở vấn đề là việc thu chi tài chính công đoàn làm sao đảm bảo. Và hiện nay thì qua thanh tra kiểm tra rồi giám sát thì đồng chí chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam nói thì hiện nay thì đã có dấu hiệu sai phạm ở một số tỉnh và có khả năng không loại trừ truy tố một số cán bộ công đoàn làm sai. Đó, cho nên thì đối với Hậu Giang đấy thì chúng tôi xác định đấy, thì hiện nay là có 782 cái công đoàn cơ sở và 12 cái công đoàn cấp trên cơ sở. Rồi chính vì thế thì chỗ bộ phận chuyên môn ấy, ban tài chính ấy, thì có liên đoàn lao động giám sát tham mưu là đối với những cái công đoàn cơ sở thì nó thuộc trực thuộc của liên đoàn lao động của các đơn vị cấp trên cơ sở thì đều phải được đặt đúng hết để làm sao chúng ta là cái như là sử dụng cái thu chi tài chính công đoàn ở trên cái phần mềm thì nó được minh bạch, được công khai. Ví dụ như thu chi tài chính hiện nay thì chúng ta cũng còn làm cái công tác của công cũng khá nhiều và chính bản thân tôi thì phải nói là chủ tài khoản của liên đoàn lao động tỉnh thì hiện nay cũng chưa được dùng chỉ quyền cho một đồng chí phó thì trong cái thẩm quyền vì lý do đồng chí này là kiêm chủ nhiệm ủy ban ra là không thể làm được. Và hiện nay thì bây giờ nếu như chúng ta thực hiện tốt cái phần mềm á thì các đồng chí sẽ thấy rõ đó là cái như là hệ thống của chúng ta nó sẽ thể hiện chích phần quyền chích cái phần trăm của quỹ công đoàn đó, thì cho lại công đoàn của từng khách rõ ràng minh bạch và đảm bảo cho các đồng chí có kinh phí kịp thời để hoạt động. Cho nên thì đối với Hậu Giang thì ban tài chính tham mưu thì tôi đó là nhất trí cao dành một phần kinh phí nói chung là ưu tiên cho tập quân cái nhiệm vụ kế toán trong toàn tỉnh. Thì các chi phí là lần này thì công ty cổ phần công nghệ VCS thì tổ chức cái lớp này lớp đầu tiên thì sau đó thì theo định thì hết lần này thì cần các cái quyền nhiệm vụ trong toàn ở đó và cho đến tất cả các đồng chí làm cán bộ kế toán của công đoàn được tập quân để nắm này. Và đặc biệt thì công ty thì cổ phần công nghệ VCS Việt Nam thì tập trung thì sẽ có cầm tay di chuyển hướng dẫn đồng chí nào chưa rõ thì cái kia là chúng ta nên có cái phát biểu rồi trao đổi để chúng ta nắm chắc cái phần này. Và theo hợp đồng thì cái công ty sẽ đảm bảo là sau khi tập huấn thì các anh chị có cái ổ của em đó thì kết nối liên lạc với nhau. Dạ. Nếu có gì chưa rõ thì công ty sẽ có trách nhiệm trong vòng một tháng sẽ hỗ trợ các anh chị là cái gì trong thực hiện đó, nghiệp vụ chuyên môn mà nó chưa được rõ thì cái gì đó là công ty sẵn sàng để hỗ trợ cho các anh chị. Thì trên tinh thần lớp tập huấn rồi trong thời gian mà công ty đã hợp đồng với liên đoàn lao động tỉnh thì tôi tin tưởng rằng thì các anh chị sẽ nắm được đầy đủ cái phần mềm quản lý tài chính tài sản của công đoàn. Và trên cơ sở đó thì thời gian tới thì liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang với 12 công đoàn cấp trên cơ sở và 782 công đoàn của cơ sở sẽ thực hiện tốt cái việc phần mềm này trên dưới thông suốt đó.
người đảm bảo như là thu chi tài chính, từ quản lý tài sản công khai minh bạch rõ ràng và thực hiện đúng chế độ quy định của nhà nước, và góp phần cho như là lãnh đạo liên đoàn cũng như là các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình và như là tổ chức tốt các hoạt động và yên tâm trong cái việc quản lý thu chi tài chính công đoàn. Thì chúng ta lớp tập huấn thì thời gian thì chỉ có một ngày, thì đề nghị tất cả các đồng chí học viên hôm nay đó thì tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, nắm chặt nắm chắc về cái chuyên môn và quản lý phần mềm mà công ty các anh chị sẽ giới thiệu. Thì có cái gì thì như tôi nói thì đáng chú ý lên có cái trao đổi, thì ở đây chúng ta vừa tập huấn chúng ta cũng giống như vừa thực tập. Sau này thì liên đoàn lao động tỉnh sẽ kết nối tất cả trong hệ thống thu chi với nhau, chúng ta sẽ rất là minh bạch, rất là công khai rõ ràng. Trên chương trình đó thì đảm bảo được cái kinh phí rồi điều kiện như cho các doanh nghiệp hoạt động. Thì đó là những cái đề ý mà tôi xin tham gia phát biểu và đề nghị tất cả các chị cố gắng thời gian thì công việc cơ quan như thế nào đó thì sắp xếp thời gian dự chọn buổi tập huấn, trừ trường hợp đặc biệt thì dân thì có lý do. Thì đó là mong muốn của ban tổ chức lớp học cũng như lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh. Thì cuối đời thì thay mặt cho ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh xin kính chúc quý đại biểu luôn luôn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí tham gia lớp tập huấn tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cũng như là kế toán của công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xin trân trọng cảm ơn.